lấy gân nè, lấy gân, lấy gân. Lấy lên, 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 lên. Nó, nó, nè, 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 lấy mẹ nè. Lấy mẹ nè. Ok. Nè cá nè, ồ ồ cá đẹp quá kìa bác à, cá đẹp quá. Hey, hai hai đi. Hai. Hai. Thank you.
thì cô tương cho. Lớp bơi dắt con đi coi cá. Cá nha. Ăn đi con em đi bắt chặt. Nó ghim vô rồi nó cắn nó ăn. Rồi. Nhỏ sợ nó ghim không được. Khó nhất là cái này với là hát bảo. Đưa cái tôm có hai cái nữa em. Đem về cái của con trai mình. Em ăn cái đó. Hả? Em còn ăn một dĩa nữa nè. Hai đứa em ăn cái đó. Ồ cái đó là anh ăn. Ăn chi gà họ ăn ăn đi. Cái này tôm nữa nè chị ha. Cái đó tôm. Tôm cái để đắt gì đấy. Tại ở đây nó đâu có cho mình cái gì đâu. Mình tự ăn. Tại nó, anh để cho nó tự ăn đi. Thường bà nó lắm gì không? Nó không ăn nữa rồi đó anh ơi. Để nó đi nó không ăn nữa đâu. Nó ăn nhiều đủ rồi. Nên nó hạn chế nhất kinh ghê nha. Không thấy nó để ngoài. Thank you.
nữa em ơi. Em thấy đâu ăn được. Anh mặn như ghét hết trời luôn. Muốn đi vòng đảo về đi vô Sài Gòn. Ừ. Ha. Ừ. 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 Chơi. Muốn chơi đi vòng đảo hết. Vô nhà hàng ha. Hàng Việt Nam. Con này em xử hết rồi em. Anh thấy ông hết mình đem về được. Rồi à, thêm này cái nhà cho con trai luôn đi. Dễ no lắm chị. Rồi à, thêm này cái. Give me one more to go. Xin mời. Xin mời. Em nhắc là bỏ bánh á. Tự gì á, đếm mớ bánh em về cho con trai mình ăn. Họ bên nhiều gói gì hết. This one to go. Yeah, to go. Yes. Yeah. Yes. Mình có mình ép nó ăn thôi. Và bánh anh lấy luôn rồi lắc tính chung tiền luôn phải không? Ừ, nè ha. Đúng. Ngọt. Lết lết. Anh hay ăn lết lết đi, anh uống trà. Ăn đây đi rồi uống trà. Phải. Có bấm má ơi. Buông ra chó chạy đi anh. Buông ra chó chạy coi. Buông ra chó đi chơi đi. Chó thoải mái đi. Tất cả ơi, tất cả. Quắt mẹ nè, quắt nè. Kêu mẹ. Ê. Trời ơi. À, vậy đó hả? Con đang đi chơi đó hả?